cực kỳ đơn giản, mình chỉ việc nghiền một tờ giấy và lắp ráp theo thôi. Nó hướng dẫn chi tiết cho mình á, thì ai cũng có thể lắp ráp được nha mọi người. Không ngờ không trừ bất kỳ ai hết. Đấy. Mình em mà nhờ các bạn có trẻ em thì mọi người nên mua về cho các bé ở nhà mình lắp ráp nha mọi người. Thì mình thấy các bé hiện nay thì việc sử dụng điện thoại rất là nhiều nè, nó ảnh hưởng đến các bé sử dụng thoại chơi game rất là nhiều, nó ảnh hưởng đến mắt, ảnh hưởng đến cái quá học tập của các bé nha mọi người. Đây mình khuyên mọi người mua các con vật này về để lắp ráp nha. Đây. Mọi người có thể tham khảo góc mẫu như thế này nha mọi người. Đây, góc mẫu này thì mình đã lắp ráp xong như thế này rồi nha. Mình lắp ráp như thế này rồi nha mọi người. Rất là tiện lợi như thế này. Rồi khi mọi người làm xong thì mọi người có thể làm mọi người có thể bỏ vào cái góc học việc của mình, trang trí góc học việc, góc học tập của mình nha mọi người. Mọi người có thể bỏ trang trí phòng khách cũng được nha mọi người. Trang trí phòng khách thì cũng rất là hay, rất là đẹp nha, rất là tiện lợi. Mà khi mình mua về nó bao gồm có hộp nhỏ thôi nha mọi người, chứ không có lớn nha, mình lắp ráp lại với nhau thôi. Đấy. Cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ nha mọi người. Ok, video mình kết thúc tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay, mọi người nghĩ cho mình một like và chia sẻ đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Hẹn mọi người hẹn tiếp theo.